Anh Tú ơi, mẹ hộ em bên nước với. Anh không phải thằng bốc vác nhé. Thời đại 4.0 rồi, tự làm đi. Nướng thế nha. Làm miếng nước nào. Không làm mà đợi có ăn á thì chỉ có nhịn nhé. Anh đi ra, không được động vào nước của em. Em nhỏ ở đây. Anh Tú ơi, SOS. Có chuyện gì vậy? Con gái là lũ vịt rồi, bé thì ăn hại, lớn thì bay đi. Ăn hại à? Ui, tiền. Thế này có làm được không? Được được, được chứ. Nhìn anh mày ra tay đây này. Hey. Yeah. Hey. Ui trời ơi. Ngốc nghếch, tiền của em thì cũng là lấy trong ví của anh đấy. Đúng là ngốc nghếch. Đúng là cái đồ con gái. Ui da. Ê, cái mông tôi đầu thế không biết. Nước gì đây? Chắc của nhỏ Quỳnh rồi, cứ uống trước đã. Một hơi hết luôn. Anh trúng giấy của em rồi anh trai. Cái con ruồi này. Yeah. Ngứa cả mắt. Buồn ngủ quá. Làm giấc cái đã. 2 hours later. Mấy giờ rồi nhỉ? Hả? Một mình sao thế này? Chuyện này rốt cuộc là sao? Thơm quá đi mất. Quỳnh xin gái, cho anh xin một miếng đi. Thôi được rồi, đây. Có lẽ nào anh Tú đã. Anh Tú ơi, bụng anh bị sao đấy? Em thấy bụng anh có vẻ hơi to đây. Sao lại thế nhỉ? Ôi mẹ ơi, chua quá. Ôi dồi ôi, chua thế. Ồ, cái Quỳnh nó đang ăn gì vậy nhỉ? Đưa đây xem nào, để anh ăn cho. Anh Tú ăn sẽ thấy chua giả mang cho mà xem. Anh không thấy chua à? Ngon mà, có chua đâu. Đâu anh? Có lẽ nào? Anh đang ăn mà, đi đâu vậy? Bác sĩ ơi, liệu cháu có làm sao không ạ? Nói đi, nói đi. Chúc mừng gia đình đã có tin vui. Cái gì cơ? Sao lại bầu được? Vậy là anh Tú bầu à bác? Đúng rồi đấy. Sao lại có bầu? Không thể như thế được. Thôi anh, chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Ngày xưa, người ta còn uống nước dừa để đẻ ra sỏi dừa được mà. Không, không, không. Ôi giời ơi, khó chịu quá. Anh muốn ăn đòn à? Mẹ sắp về rồi đấy. Không vậy mà làm việc đi còn nằm đấy nữa à?
ơn. Đây, anh nhặt đi. Em ui da, bụng tôi đau quá. Đau quá. Đúng là quả báo không vừa một ai. Em có phải là em của anh không? Bụng của mình lại đau nữa rồi. Ôi, nữa sao? A few moments later. Chịu hết nổi rồi, đau bụng quá. Sao có bầu lại khổ như vậy chứ? Ui, Quỳnh ơi, cứu! Ây da, anh làm sao đấy? Anh đau quá. Bỏ tay em ra. Đau tay em. Thôi qua đi mất. Sống rồi. Sảng khoái quá đi. Bụng anh đâu rồi? Không sao đây này. Nhưng mà công nhận mang bầu nó khổ thật đấy. Không chỉ vậy, phụ nữ còn phải chăm con, nuôi con, vất vả hơn nhiều. Anh ấy coi thường phụ nữ đi. Anh xin lỗi. Ồ, Quỳnh, em không feedback cho anh đi à? Cái gì cơ? Chết rồi, sao ông này lại xuất hiện ở đây? Ơ, Quỳnh, đến đây làm gì thế? Anh có loại thuốc nào mà uống vào cảm giác giống như là có bầu không? Có bầu á? À, mình có đây, chờ anh tí nha. Đây rồi. Của em đây. Nhưng mà không được làm điều xấu đấy nha. Em biết rồi, cảm ơn anh, bye bye. Chuyện là như vậy đấy à? Em phải chặn Un. Đứng lại. Thế cuối cùng feedback nước thần của anh đâu? Ngất ngây, 4 chấm là học bài thôi.
tôi mơ được ăn thỏa thích, dù béo không âu lo. Thơm ghê, thơm ghê. Mình đúng là xứng đáng có nhiều người yêu mà. Wow, thơm ghê luôn nha. Đúng là đồ thính thần cuốn. Này, à, cho em. Nhìn là thấy ghét. Ha ha, đáng đợi chưa? Không thèm chấp. À, ủa gì vậy? Sao mày giành được với anh chứ? Cổ này, cổ này. Leo leo. À, nhưng mà anh không biết em thi thì phải kiên trứng mới lạc à? Ừ thì biết, nhưng mà tao thích, được không? Nó định làm gì vậy? Anh, mày định làm gì anh đây? Anh Tú yêu quý, anh Tú đẹp trai, anh Tú nấu sôi đổ cho em ăn nha. Bỏ cái tay ra. Lên trên kia, đi ngủ và nằm mơ nhé. Tối hôm đó, đói quá, đói quá đi mất thôi. Đói thế này làm sao mà sống nổi? Có ai cứu giúp tâm hồn sắp chết đói này không? Tiếng gì mà ồn ào thế nhỉ? Chẳng nhẽ có mà. Đói, đói, đói sắp chết rồi. Bỏ ra. Quỳnh à, mày. Anh Tú, em đói ốm luôn rồi nè. Anh không thương em à? Mày làm anh hết cả hồn. Anh, em đói lắm không chịu được. Thôi được rồi, vì anh là người có tấm lòng nhân ái và bao dung nên là triển thôi. Thơm chưa, thơm chưa? Ê, khoan đã. Anh là anh thương em lắm nên mới chịu như vậy đấy. Nhưng mà trong này toàn trứng với lạc, toàn là món em kiêng thôi. Thế nó mới buồn ấy chứ. Này, thơm lắm luôn ấy. Ăn đi, ngon lắm, không ăn tiếc. Ok, ăn đi. Không. Ăn đi. Không ăn à? Không ăn thì anh ăn hết vậy. Thơm như này mà không ăn á? Không ăn thì anh ăn. Phải công nhận là ngon lắm luôn ấy. Nhìn cũng ngon thật. Thôi, chắc một chút không sao đâu. Đưa đây cho em. Ôi trời ơi, ngon quá. Xem còn kiêng được nữa không. Tại anh đấy, tại anh cho em ăn trứng nên em mới bị điểm kém thế này này. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Thôi, thỉnh thoảng phải được điểm thấp để tô điểm cho cuộc sống thêm màu sắc một tí chứ. Em có đổ sổ cho anh đâu. Về mà mẹ đánh thì anh phải chịu trách nhiệm đó. Ôi trời ơi, mệt quá. Đây, đây mới là bài kiểm tra của bà nè. Vừa nãy cô trả nhầm đó. Hả? Thật à? À, anh ơi, em được 9 điểm cơ. Yeah. Mặt chỉ được bay lên. 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 Anh Tú, nhân dịp em được điểm cao, anh làm bánh tráng cuốn cho em ăn đi. Ồ, liên quan không? Em sẽ làm hết việc nhà cho anh luôn, ok? Vậy thì chuyển thôi, tất cả về nhà nào. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đầu bếp Tú Bảnh sẽ mang đến cho các bạn một món. Đó chính là món bánh tráng cuốn. Yeah. Bánh tráng cuốn, bánh tráng cuốn, bánh tráng cuốn. Còn bây giờ là nguyên liệu để làm món bánh tráng cuốn này. Bò khô, rau răm và xoài thái nhỏ, bánh tráng, tép khô, hành phi, trứng cút và nước sốt me. Bắt tay vào làm thôi các bạn. Chúng ta hãy rải thật đều xoài và rau răm lên bánh tráng. Sau đó thì rải lên một ít hành phi. Nhớ là rải đều nha các bạn. Sau khi cho tép khô, bò khô và trứng cút vào thì chúng ta bắt đầu cuộn lại thôi. Các
này. Wow, bánh siêu tam khổng lồ luôn. Giờ thì cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn. Nào, xin mời các bạn trẻ. Thơm ghê gớm. Thế nào? Ngon quá đi. Ngon. Quá ngon luôn. Anh ơi, em đau cái nách quá. Đau. Sao lại đau nách? Vì ngon nhất cái nách luôn. Tuyệt vời, ông mặt trời. Quân ơi, Hiếu ơi. Dạ. Hai đứa ơi, có em Hạnh lên chơi này. Hả? Gì cơ, cái Hạnh nó lại lên đây á? Bỏ anh ra. Của anh, của em. Của anh chứ. Anh không đưa cho em á. Ôi mẹ ơi, cứu con. Ôi dồi ôi, phải làm sao bây giờ? Còn Hạnh đanh đá, nói lắm, ăn nhiều. Đã vậy còn hay mách lẻo, lại đến nhà mình nữa rồi. Không thể nào. Thôi, cố lên đi anh. Chắc nó chỉ ở nhà mình một hôm thôi. Bọc hết phần vỏ dưa còn lại. Đó, bọc kỹ một chút. Hiếu, bỏ than vào đây đi. Cẩn thận. Thêm nữa. Ê. Bỏ đầy than luôn. Thổi cùng hướng với tao. Được rồi, đặt xúc xích lên bếp đi. Đảo đều tay vào. Lucky, ngoan nào.
Hai anh làm gì vậy? Bọn anh thu gom sẵn quần áo, đem về rồi còn gì nữa. Này, xúc xích còn chưa chín, các anh đừng có vội mừng nhé. Em cứ tận hưởng thời gian còn lại ở đây đi. Wow! Chín đều, Hạnh ơi. Mấy đứa ơi, bố về rồi đây. Nope. Ôi không! À! Chết rồi, xúc xích của tôi! Ôi dồi ôi, không biết có sao không nữa! Thôi! Để em ăn thử xem nào! Sao? Thấy thế nào? Ăn thử mà lâu thế! Ngon lắm ạ! Cây cây chuẩn bị luôn! Oh yeah! Thành công rồi! Hóa ra là hai thằng bay tròn nghịch ngợm làm bố ngã đây à! 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 Đau quá bố!